Tại phiên tòa hôm nay thì là đại diện các ngân hàng chúng ta cũng đưa được cái số dư tài khoản ấy. Mà cái tài liệu mà tòa đã thu thập thì nó thể hiện được là cái việc thu thập này trong một cái thời điểm trong quá khứ, ví dụ như của BIDV là cái thời điểm cuối cùng là thời điểm ngày 9 tháng 11 năm 2015. Do vậy thì Mỹ Đình Hội Đồng Xét xử công bố cái tài liệu này, bởi vì sao với thời điểm mà ngày 9 tháng 11 năm 2015 thì có tiền như vậy, và thời điểm này là không còn tiền đó. Vậy là đề nghị sự cung cấp các cái công bố các tài liệu thể hiện rằng là cái số dư trong tài khoản chết số dư nó bao nhiêu chứ vừa rồi Hội đồng xét xử là toàn công bố tài liệu năm 2015 rồi. Và tháng 2015 đến 2016. Nhưng mà vấn đề là 2018 còn tiền không? Vấn đề là ở chỗ đó. Đó đúng là điều đó. Tất cả đây công bố này, tất cả các đấy là toàn bộ số dư tài khoản này mà tòa yêu cầu ngân hàng các ngân hàng cung cấp thì tôi xin công bố tóm lại cho nó gọn. Thể hiện rõ là cái tiền đó phát sinh từ năm 15 đến năm 16, và với cái tài liệu thể hiện như vậy thì sau cái thời điểm mà ví dụ như cái thời điểm này là cái thời điểm ngày 15 tháng 2 16 với số tiền này thì sau ngày 15 tháng 2 16 số tiền đã không còn nữa, bởi vì là chỉ trong cái khoảng thời gian đó thì có phát sinh vấn đề. Vậy thì trong một vụ án đấy, nếu mà để mà xác định số tiền còn hay không để mà chia thì nó phải thể hiện ở cái chỗ là hiện tại nó còn hay không. Đó. Thưa Hội đồng xét xử, tôi nghĩ hiện đây là cái tài khoản cá nhân của Việt Nam. Đây cũng có thể là có ai có thể đủ được khoản tiền này mà Việt Nam. Ví dụ như Việt Nam tự đơn phương tự nghĩ của cái khoản này người ta có tài khoản Việt Nam. Mời chúng ta trả lời cho bộ trưởng. Ông cho biết từ 2015, 2016, 2017 thì đến nay thì bà cả có đóng góp vào tài khoản mua một cái tài sản, mua một cái khối tài sản về bất động sản hoặc đồng sản bất cứ tài sản gì của đối tượng của ông cũng đơn cũng mua tài sản từ của chồng. Tôi biết là vâng, lúc đứng lên thì trong cái giai đoạn 16 đến nay thì bà Thảo có mua một cái gì liên quan đến tài sản của chồng mà không biết không? Bình thường trong xét xử thực ra cái đối với khoản tiền này thì ngay như cái khi khai mạc phiên tòa tôi đã nêu rất nhiều lần rồi. Tôi lấy một ví dụ rất là đơn giản. Ví dụ hai vợ chồng bây giờ có một chiếc xe ô tô, anh chị có rất nhiều ô tô. Ví dụ như có một chiếc xe ô tô Rolls-Royce chẳng hạn, giấy tờ thì đã nộp cho bà rồi. Thế nhưng mà cái Rolls-Royce nó có thể nó bị cháy hay nó có thể nó bị thất giảm đi đâu đó, không còn nữa, bị hủy hoại. Thế thì mình phải xác định là cái thời điểm hiện tại để chia thì nó có còn hay không. Ví dụ như với số tiền này cũng thế, thì mình phải xác định rằng là bởi vì sao xác định số dư ở ngân hàng là xác định số dư tại thời điểm xác định, chứ không phải là xác định số dư trong một thời điểm và một thời điểm trong quá khứ. Đó, thế thì để giải quyết vụ án mà xác định và thời điểm quá khứ thì nó không có ý nghĩa nữa. Ví dụ như vợ chồng anh, ví dụ như con anh đi học bao nhiêu này như thế, chị chuyển tiền cho bà nội của các cháu tới gần 1.000 tỷ như vậy, đúng không? Thế thì mình phải xem những cái dòng tiền đấy, mà nếu mà để mà giải quyết cái phần này thì như tôi đã nói rồi, không thể làm vụ án này được. Đó, cái dòng tiền nó đi đâu, cái dòng tiền vào là như nào, cái nguồn tiền đấy là từ cổ tức hay là tiền riêng của bà nào này, đó không thể ra như vậy được. Bài tiền bị đơn, bài tiền bị đơn. Chị Viện sát phát biểu về chị có ý kiến gì không chị? Không ấy là Viện sát phát biểu về mình có ý kiến gì không? Không có nguyên nhân gì